một ngã rẽ của dòng Mê Công huyền thoại. Là cự bằng trời chung thủy của cư dân đồng bằng sông Cửu Long. Dòng sông Hậu mang trong mình sức hấp dẫn đặc biệt. Mạch sống sinh sôi. Ký sự qua miền Hậu Giang, hành trình khám phá cuộc sống đầy lý thú bên dòng sông Hậu, khát vọng làm giàu của người dân và giá trị văn hóa đặc sắc. Chùa Tam Bửu ở thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, đâu đây vang vọng tiếng cười. Hoa đua nở như để chơi đi những ngày đau thương, mất mát. Quần thể nhà mộ Ba Chúc được công nhận là di tích lịch sử quốc gia vào ngày 10 tháng 7 năm 1980. Dù ảnh đen trắng, ngả màu thời gian, nhưng khi xem qua, ai cũng thấy nghẹn lòng. Nằm bên dãy Thất Sơn hùng vĩ, thị trấn Ba Chúc cách biên giới Việt Nam Campuchia khoảng 7 cây số. Vào đầu năm 1977, dân số của Ba Chúc hơn 16.000 người. Sau ngày thống nhất đất nước, nhân dân ra sức xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Không khí hòa bình chưa được bao lâu thì phải đương đầu với cuộc chiến tranh diệt chủng do tập đoàn Pol Pot gây ra. 3.157 người dân mãi nằm lại trên mảnh đất này. Nhà mộ tập thể đầu tiên được xây dựng ngay sau khi cuộc chiến kết thúc vào năm 1979. Năm 2013, nơi yên nghỉ tập thể này được cải tạo với kiến trúc là hình bông hoa sen úp ngược. 8 cánh hoa sen được sơn màu trắng nhằm giảm bớt cảnh tang thương chết chóc. Mỗi cánh hoa là nơi trưng bày một nhóm hài cốt theo độ tuổi giới tính, như 86 phụ nữ trên 60 tuổi, 155 phụ nữ từ 21 đến 40 tuổi, 88 thiếu nữ từ 16 đến 20 tuổi, 264 trẻ em từ 3 đến 15 tuổi, nam giới từ 16 đến 20 tuổi. Là nơi lưu giữ những vết tích đầy đau thương mất mát, nhưng nhờ cách sắp xếp không gian thoáng đãng, đầy đủ ánh sáng nên vơi bớt đi phần nào mất mát. Ở nơi đây, hàng ngày luôn có người đến đây thăm viếng để nhắc nhớ về giá trị của cuộc sống tươi đẹp hôm nay. Xưa nay thì nghe đám Pol Pot á, chàng qua đây giết dân của mình, dân Ba Chúc của mình, rồi mình thấy cũng cảm động. Nỗi đau này nếu mà mình không nhìn thấy thôi, mà nhìn thấy là cũng không có ngôi ngoài được. Trong đó có cô bác, ông bà, em út mình nữa. Bây giờ nhắc nhở con cháu thì cũng gắng giữ gìn quê hương đất nước của mình. Đây trở về sau. Tới giờ cũng không quên được đâu. Ngày 16 tháng 3 là đại dỗ bên quốc này là ngoài chùa Tâm Bửu đó. Ngày nhà mồ đó là 16 tháng 3 là đại dỗ lớn, năm nào cũng mạnh hết vậy á. Qua cái được cuộc sống rồi cũng sốc cũng tạm ổn. Mong muốn được bình an hoài, yên ổn mừng ăn. Khi mặt trời dần khuất núi, hình ảnh các bà, các mẹ gian chân núi tô núi tượng bên làng nghề đang đệm bàn hàng trăm năm tuổi đẹp lạ thường. Nguyên liệu chính của ngày này là cây cỏ bàn. Cây cỏ được sử gia Trịnh Hoài Đức gọi là không tâm bồ. Cây mọc nhiều và thích nghi tốt ở vùng đất bùn lầy, phèn chua ở các tỉnh như Tiền Giang, Long An, An Giang, Kiên Giang. Mấy cái tôi lớn lên là bắt đầu làm tới nghề này tới giờ 60 tuổi hết rồi.
Hồi trẻ thì mình làm ruộng, rồi đi làm mướt cỏ, làm này làm kia. Giờ mấy đứa cũng lại về già thì ngồi đương không à. Ngủ nó mát lắm. Ngủ người ta thiệt, ở miệt ngoài người ta còn thích lắm. Đêm khuya hay trời mờ sáng, tiếng giả bàn lụp cụp lâm cung vang đều khắp làng quê dưới chân núi, tạo nên nét đẹp như một câu ca. Đêm đêm trong ánh trăng mờ, gần xa rộn tiếng nhạc thưa giả bàn. Làng nghề đương bàn làm ra nhiều sản phẩm như đệm, giỏ sách, nón bàn. Trong đó, tấm đệm bàn từng là vật dụng thân thiết của biết bao gia đình nông dân Nam Bộ. Đệm bàn trải giường, đắp ngủ, trải ra sân đêm trăng sáng tiệc tùng trà nước. Đệm để phơi, dê lúa sau mùa gặt. Nếu cần ngủ giữa đồng sâu, nông dân có sáng kiến mai hai đầu đệm lại làm ra chiếc nớp. Nớp với giáo, mang ngang vai nhưng thân trai nào kém quai hùng. Sống với cha mẹ thì không có ruộng vườn nhiều, sống về cái nghề này. Nói gương theo ông bà cứ sống nghề này mà sống thôi. Mà làm ít ăn ít, làm nhiều ăn nhiều. Đó. Như lấy cái công mình làm lời. Như mấy cô vừa lớn tuổi rồi, đi làm mướn rồi đâu có nổi. Thấy không? Làm những chuyện nặng nhọc thì đâu có làm nổi. Mới giải phóng cái hang là một ấp là làm thấy là 100, ví dụ khoảng 100 đình phải không? Làm hết 100 rồi. Mới giải phóng vô á. Là làm chỗ đó bán đất gì lắm. Thà tiên châu đốc không chiên rồi đó. Sống yên lắm, mà cũng như mình sống khỏe hơn, kiểu mà mình làm mướn vậy đó. Mà mướn mà nắng mưa như thế này, mình ít tiền nhờ trong mắt mình khỏe. 3 ngày hoặc 4 ngày tôi mới làm gọn chiếc nữa đó. 4 ngày mà làm ra chắc lượng rồi đó chứ, 3 ngày là không rồi. Tinh trận nhà của mình xài hoài luôn mà không có bỏ được. Ngủ thì nó mát mẻ lắm, tới giờ cũng còn xài cũng còn ngủ á. Ai ngủ có niệm ngủ gì ngủ chứ cô cũng còn ngủ niệm à. Là nghề đương bàn làm ra nhiều sản phẩm, trong đó tấm đệm bàn từng là vật dụng thân thiết của biết bao gia đình nông dân Nam Bộ. Đến Bảy Núi, nhà văn Sơn Nam từng viết: dùng ba chút quanh núi tượng, thung lũng nhỏ, cổ kính, có cảnh trước miễu sau chùa. Dạo chơi trước miễu sau chùa, đụng người mua bán quê mùa thiếu chi. Ba chút tri tôn xưa đa dạng văn hóa, hôm nay là nơi gắn bó đoàn kết và chung sống thuận hòa với các dân tộc Kinh, Khmer, Chăm. Sau công việc hàng ngày, người con quê hương Tri Tôn luôn gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp để làm phong phú hơn cho đời sống hôm nay. Đây là các trang phục dành để biểu diễn nghệ thuật hát múa dù kê. Từ tình yêu bao la đối với môn nghệ thuật dân tộc này, nhiều người con Tri Tôn như bà Né Ăn Ốc cùng con gái là chị Né Ăn Cun Thia ở xã Ô Lâm không tiếc công tiếc của để tự may trang phục, đạo cụ nhằm phục vụ và duy trì múa hát. Cái mạo múa này mình múa rồi băm này kia đó, diện tuồng này kia đó, vai vua bậc vai tiên gì đó. Cái này của nữ, còn của nam thì mình lấy bông ra. Nghệ thuật sân khấu dù kê từng có thời gian dài bị mai một, có nguy cơ thất truyền. Nhưng may mắn thay, sợi nhớ sợi thương của người dân vùng Bảy Núi đối với nghệ thuật truyền thống dân tộc đã níu giữ lưu truyền, làm sống lại câu hát dù kê. Từ thời từ ông bà ngoại cho tới mẹ rồi cho tới em nữa, thành ra nó là cái lòng đam mê. Thì mẹ với ba là bắt đầu làm luôn, bắt tay vô làm mấy cái này, không có qua trường lớp, là mình tự suy nghĩ ra, mình làm, mình thấy giống như mình thấy cái hình ảnh này kia, mình thấy rồi mình làm, xem cái phần diễn của người ta đó, như là bên Campuchia, tại mình là diễn đội dì kê á, mình xem coi cái cách biểu diễn với cái trang phục của người ta thế nào thì mình làm theo. Mình đây là nghiệp dư không mà vẫn đi biểu diễn được bình thường ở Sóc Trăng này, rồi Trà Vinh này, rồi Kiên Giang, rồi Hà Nội, rồi đi Đà Lạt nữa. Hà Nội dự là đi cũng 5-6 lần rồi. Đi diễn ngay tại Hà Nội, rồi đi tới Đồng Mô nữa, tới Đồng Mô Sơn Tây nữa. Mình đi thi cái ngày hội văn hóa này kia đó, đi là quan trọng là đi thi với đoàn, toàn là đoàn chuyên nghiệp không à, như là Trà Vinh nè, Sóc Trăng nè, Cà Mau, Vĩnh Long này kia đó, tất cả đoàn
chị là chuyên nghiệp không à, vẫn có giải, vẫn đem giải về cho tỉnh nhà mình. Chứ mỗi lần được biểu diễn, đi biểu diễn mà mình được đi quảng bá cái truyền thống của mình cho các đồng bào dân tộc mình á, vui lắm. Nói chung mình đi giao lưu á, rồi mình cũng biết nhiều nữa, mình từ cái mình học hỏi được nhiều nữa. Người dân tộc Khmer trong đời sống thường ngày rất thiệt thà, khiêm tốn, nhưng khi nói về loại hình nghệ thuật của dân tộc thì cởi mở vô cùng. Những điệu hát lời ca cất lên ngay trong buổi trò chuyện giúp chúng tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu mãnh liệt của người dân đối với giá trị truyền thống dân tộc. Nó vừa mềm mại mà mình vừa hát thì mình vừa múa, mình vừa biểu diễn luôn. Ơi khai xa đường chất nắng ơi, bọn ơi ngô ngất đô dục. Ơi khai xa đường chất nắng ơi, bọn ơi ngô ngất đô dục. Mày ơi, mày ơi chôn lục bọn ơi bọn. Bong khen tiểu sầy, mai ơi, mai ơi chôn lục bong ơi bong, bong khen tiểu sầy. Tục cắm cung của hồi xưa đó, rồi khi mà mình tròn 16 tuổi là bắt đầu có tục cắm cung gì đó, thì như là cô Tiêu này buồn, cô Tiêu này buồn mẹ như cho cắm cung không cho ra ngoài. Với sự dẫn dắt của gia đình bà Né Ăn Ốc, đoàn nghệ thuật Dù Kê ở xã Âu Lâm trong nhiều năm liền từng đại diện cho tỉnh An Giang và cộng đồng Khmer Nam Bộ tham dự các cuộc liên quan văn hóa nghệ thuật các dân tộc, tạo được tiếng vang, giành được nhiều giải thưởng lớn trong khu vực và toàn quốc. Rất mong á, được một thành lập một cái đoàn nghệ thuật không cần lớn đâu. Thành lập đoàn nhỏ thôi, như là mình sẽ truyền lại, mình dạy lại, mình truyền lại những cái điệu múa truyền thống của mình. Giữ môi truyền thống của mình cho thế hệ sau này lưu giữ lại, mình hoặc mình mở cái lớp học gì đó mình để mình lưu truyền lại, lưu lại mới được, chứ làm gì là quên hết. Mỗi lần mà diễn, ví dụ mà tới dịp show Sam hoặc là những cái dịp mà lễ lớn đó, là đoàn ở đây là có đi phục vụ cho bà con tại nhà văn hóa ở ngay cái sân nhà văn hóa luôn, nhưng mà bà con coi rất là đông. Mái chùa hôm nay khang trang to đẹp, những con lộ nông thôn, trẻ em đi học vang vọng tiếng cười. Sợi nhớ, sợi thương của những ngày đau thương mất mát được thêu dệt thành bức tranh cuộc sống càng thêm tươi đẹp.